Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 24 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của bài 24 này là Bảy Chín Phu Chí Y Gia Liêu Khổ Tru Chai Sẹo Phản Sư Lì. Bảy Chín Phu Chí là đôi vợ chồng ở Bắc Kinh nè. Y Gia Liêu Khổ tức là Y Gia Liêu Khổ Rễn, một nhà sáu nhân khẩu. Y Gia Liêu Khổ Rễn Tru Chai Sẹo Phản Sư Lì, sống trong một cái căn nhà nhỏ. Phản chứ là căn nhà, còn phản chính là căn phòng, mọi người lưu ý như vậy. Như vậy là một gia đình với 6 nhân khẩu sống trong một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần nhé. Lào Thản và tha tờ chi zi đô sư Trung Quốc Giang Xí Rễn. Tha jin nian 35 xuê, chi zi 30 xuê. 他们因为在北京唱片买了一个小房子，所以接了很多钱。他们有了第一个孩子后，妻子的妈妈和弟弟也住在一起。他们现在有了第二个孩子，一家六口人住在小房子里。他们的生活压力非常大。 但是两个孩子让他们觉得很快乐. Sau đây mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Lào Thản, bây giờ chữ Thản là họ Đàm. Họ Đàm, Lào Thản, mình dịch là ông Đàm hay anh Đàm cũng được. Lào này chưa hẳn là già đâu, mà có thể là bạn bè thân với nhau, có thể gọi là Lào được. Bạn bè thân thân cũng hơi có tuổi một chút thì gọi với nhau là Lào cũng được. Cái ông bố gọi cho những cái đứa con của mình cũng được. Lào ta là cái thằng cả, lào ơ là thằng hai. Ông bố gọi con của mình á. Như vậy từ lào không phải lúc nào cũng biểu thị cái nghĩa là già. Lào Thản hở tha tại chi zi. Như vậy là anh Đàm và vợ của anh ấy. Anh Đàm và vợ. Tô sư Trung của Giang Si Rễn. Đều là người Giang Tây Trung Quốc. Ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc. Hai chi nén san sử vụ xuê. Tha chi nén san su vụ xuê, năm nay anh ấy 35 tuổi, chi chữ san su xuê, vợ thì 30 tuổi. Tha mình yên quê, trai bầy chính trang thiện, mãi là gì cơ xào phản chờ. Bởi vì họ, tha mình yên quê, bởi vì họ, trai trang thiện, trai bầy chính trang thiện, mãi là gì cơ xào phản chờ, đã mua một căn nhà nhỏ ở Sương Bình, Bắc Kinh. Trai bầy chính trang thiện, rồi mãi là dĩ cơ xèo phản sư. Ở trong tiếng Hoa thì luôn ở đâu mới làm gì, cho nên là phải trai bị chính sang thiện trước, rồi mãi là dĩ cơ xèo phản sư. Sổ gì che là hình tố chén, cho nên đã mượn rất nhiều tiền. Sổ gì che là mượn. Che là đã mượn hình tố chén rất nhiều tiền. Nhà cửa ở Bắc Kinh thì đương nhiên rất mắc rồi. Tha mình dù là ti dĩ cơ hải sư hô. Bây giờ bỏ từ khâu đi nè. Tha mình dù là ti dĩ cơ hải sơ. Họ có đứa con đầu tiên. Tha mình là họ dù là đã có đứa con đầu tiên. Còn có cái chữ hô phía đằng sau, tức là bằng với từ dì hô. Sau khi họ đã có đứa con đầu tiên. Tha mình dù là ti dĩ cơ hải sơ hô, hoặc dì hô cũng được. Chi sơ tơ ma mà hở ti ti. Mẹ và em trai của vợ. Dè tru trai trơ lì. Cũng sống ở đây. Tha mình xem trai dù là ti ơ cơ hải giờ, và bây giờ họ có đứa con thứ hai. Xem trai dù là ti ơ cơ hải giờ, y cha liêu khẩu rỉnh, sáu người trong một nhà. Tru trai, xèo phẳng chư liệt, sống trong một cái căn nhà nhỏ như vậy. Tha mình tờ sân hộ gia ly, phây sẵn ta. Ta có từ gia ly là áp lực, sân hộ gia ly là áp lực của cuộc sống. Tha mình tờ sân hộ gia ly, phây sẵn ta. Áp lực của cuộc sống, áp lực cuộc sống của họ là rất lớn. Tức là vừa sống nhà thì nhỏ, tiền nợ rồi này nọ nhiều, áp lực cuộc sống lớn. Tan sư lèn cơ hải dơ. Nhưng mà hai cái đứa bé hoặc là hai đứa trẻ, răng tham minh là khiến cho họ trẻ tơ hình khoai lơ là cảm thấy rất vui. Sau đây mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa. Lào Thản hở tha tờ chi zi đô sư Trung Quốc Giang Xí Rễn. 他今年35岁，妻子30岁。他们因为在北京唱片买了一个小房子。
所以借了很多钱。他们有了第一个孩子后，妻子的妈妈和弟弟也住在这里。他们现在有了第二个孩子，一家六口人住在小房子里。他们的生活压力非常大，但是两个孩子让他们觉得很快乐。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 24. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và đừng quên đăng ký nếu như chưa đăng ký và cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.